chia cho hai đứa. Con Tấm á, bên này. Con Cám á, thì bên kia. Dạ mẹ. Nhưng đứa nào á mà làm sạch cỏ sạch ốc á thì mới được đi chơi hội nhau. Cám ơi, sao em không xuống làm mà bỏ lên võng nằm vậy? Bộ em không muốn đi gặp hoàng tử hả? Chị nói nhiều quá, chừng nào tôi thích thì tôi làm. Chị xong rồi nè, em xuống làm đi. Chị làm cả ngày mệt rồi, chị về trước đi. Mình em mới lại đi làm được rồi. Rồi lười biết. Bây giờ cô ở lại làm sạch cho tôi. Trời, Tám. Trời ơi, con làm gì con khóc hoài vậy Tám? Rồi sao? Có chuyện gì nói bụt nghe coi. Nên. Trời ơi, tưởng chuyện gì? Để bụt lo. Ốc đã có bolit. Có bolit không còn con ốc. Cái này lợi hại dữ vậy hả bụt? Còn bảo lớn 4 năm ngày thì sao hả bụt? Muốn sạch cỏ, con cứ pha 50cc diệt mầm cộng 80cc căng tannin cho một bình 16 lít. Phun hai bình cho 1.000 mét vuông ở giai đoạn 4-5 ngày sâu xạ thì cỏ nhỏ không lo, cỏ to chết sạch. Đừng khóc nữa nha, tôi đây à. Hồ Biên. Cái gì nữa vậy trời? Ta đang đi giao hàng cho bà con nông dân Phúc Yên với con nữa Tấm. Bụt ơi, con trễ giờ đi gặp hoàng tử Bụt ơi. Nè, cầm lấy. Con xe nhẫn chạy ra đi, xem ở trong chúng gì. Nếu may mắn thì con sẽ chung chiếc xe ớt thắt đó nghe. Đông vũ cầu ngay, em hết trâu tay. ADC mang đến sự tốt lành.